sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba đồng lộc tỉnh hà tĩnh công ty truyền thông tùng việt đã bàn giao hệ thống thiết bị và giải pháp công nghệ chuyển đổi số được ứng dụng tại khu không gian trưng bày nhà truyền thống cho ban quản lý khu di tích hệ thống thiết bị và giải pháp chuyển đổi số cho ngành bảo tàng được công ty truyền thông Tùng Việt trao tặng bao gồm có một màn hình cảm ứng 32 inch và thiết lập lập trình giới thiệu ngã ba đồng lộc, một hệ thống trình chiếu thông tin bằng nút bấm và lập trình nội dung giới thiệu tiểu sử cuộc đời của 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba đồng lộc, hệ thống mapping tương tác trình chiếu thông điệp vì hòa bình của khu di tích đến khách tham quan lập trình tham quan khu du tích qua công nghệ VR360 với tổng giá trị lên đến 552 triệu đồng. Hệ thống thiết bị chuyển đổi số cho ngành bảo tàng là món quà ý nghĩa góp phần tăng cường sự hiểu biết của các thế hệ công dân Việt Nam về lịch sử, về công lao và sự hy sinh của thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam trong công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.